giới thiệu đến bạn đây là loài động vật hoang dã siêu đáng yêu của Việt Nam. Đáng tiếc là chúng sắp bị tuyệt chủng. Cứu được bốn em rái cá này đã là kỳ tích, vì phải có duyên lắm mới có được. Rái cá lông mượt là loài có thân hình mềm, dẻo, lớn lên sẽ thấy rõ rệt những đặc điểm như mõm ngắn, hơi dẹp bề ngang, đầu tương đối tròn, màng bơi phủ gần hết ngón chân, bộ lông có màu nâu hung như rái cá thường hay còn gọi là rái cá vuốt bé, nhưng lông sát, mịn và mượt hơn. Thật may mắn vì Tiêu Anh giải cứu động vật được tiếp xúc đủ giống rái cá quý hiếm nên biết rõ điều này để có thể chia sẻ cho các bạn. Nhưng hãy nghĩ xem, nếu rái cá hoang dã ở Việt Nam đều bị tuyệt chủng thì bạn và Tiêu Anh còn ai biết rái cá lông mượt là con gì không?